Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Tư Sơn, cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến dự án mua sắm thiết bị và phần mềm số hóa tại Sở này. Đồng thời truy tố ông Trương Quý Sửu, cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cụ thể, từ năm 2015 đến năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư triển khai thực hiện mua sắm 13 dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin và gia hạn hai phần mềm với tổng kinh phí thanh toán hơn 33 tỷ đồng. Quá trình thực hiện đã xảy ra nhiều sai phạm như chưa khảo sát kỹ nhu cầu thực tế của đơn vị, công tác bản giao thanh quyết toán sai một số phần mềm chưa sử dụng và sử dụng chưa hiệu quả. Năm 2022, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai xảy ra sai phạm hơn 2,3 tỷ đồng trong việc thanh quyết toán, nghiệm thu, đầu tư mua sắm các dự án phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, gây thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước. Liên quan đến vụ xe sang Lexus cố tình tông trực diện ô tô khác gây xôn xao trên mạng xã hội, cơ quan điều tra công an thành phố Bà Rịa đã ra quyết định tạm giữ hai tài xế theo giám đốc công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cả hai tài xế bị tạm giữ để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tiếp tục điều tra để làm rõ các hành vi liên quan. Trước đó, tối ngày 20 tháng 11, tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, thuộc khu vực phố Nam, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xảy ra vụ hai ô tô tông trực diện vào nhau gây ảnh hưởng đến giao thông trong khu vực. Sau khi vụ việc xảy ra, công an thành phố Bà Rịa đã nhanh chóng xác định danh tính hai tài xế liên quan là chị PHBT ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và anh NDK, ngụ thành phố Bà Rịa. Nguyên nhân vụ va chạm là do hai tài xế có mâu thuẫn từ trước. Công an thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Adao, 23 tuổi và An Nhơn, 20 tuổi, tại thôn Con Ra Chót, phường Thống Nhất, thành phố Con Tum, về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 24 tháng 10, tại thôn Con Hờ Ra phường Thống Nhất, Tổ tuần tra thuộc phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Kon Tum phát hiện A Phôn 17 tuổi điều khiển xe máy chở theo A 23 tuổi và A Nhơn 20 tuổi cùng chú tại thôn Con Hora Chot không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật. Chẳng những không chấp hành hiệu lệnh yêu cầu dừng xe mà khi bị truy đuổi, A Đào đã dùng đèn pin chiếu thẳng vào mặt các chiến sĩ trong tổ tuần tra. Cùng lúc này, A Nhơn dùng ná bắn cao su khiến chiến sĩ Long điệp bị thương ở tay. Qua điều tra, cơ quan công an xác định a đao và a nhơn đã bàn bạc với nhau từ trước khi gặp lực lượng công an đang tuần tra thì dọi đèn và dùng ná cao su bắn vào tổ công tác vì vậy cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam a đao và a nhơn về hành vi chống người thi hành công vụ còn a phôn bị xử phạt về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của cơ quan công an mê tín dị đoan là một hiện tượng tiêu cực trong thế giới tâm linh khi con người đặt niềm tin vào những thứ dị thường hoang đường và nhảm nhí tệ nạn này không chỉ gây ra những hệ lụy xấu về mặt sức khỏe mà còn cả về kinh tế vụ việc một người dân ở thừa thiên huế lên mạng nhờ thầy bói làm lễ cúng để hóa giải trục chặt chuyện tình cảm để rồi bị lừa mất hàng trăm triệu đồng là một minh chứng theo kết quả điều tra, từ tháng 5 năm 2020, do cuộc sống khó khăn, Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1996, trú tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tạo tài khoản mạng xã hội Facebook tên Bi Nguyễn rồi vào các nhóm bói toán với mục đích xem bói cho người khác để nhận tiền. Đầu năm 2021, thông qua hình thức xem bói trên mạng, Hương quen biết một người ở thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quá trình tiếp cận, biết người này bị trục trặc chuyện tình cảm, có nhu cầu xem bói về đường tình duyên, Hương phán người này bị người âm theo đuổi nên phải cúng để hóa giải. Sau đó, Hương cho người này số điện thoại của Võ Hoài Nhơn, sinh năm 1995, giới thiệu đây là thầy thịnh chuyên giải bùa trục vong. Được biết, tổng số tiền nạn nhân này chuyển khoản cho các thầy bói Nhơn và Hương lên tới gần 200 triệu đồng. Vụ việc được công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra làm rõ